Tôi có một cậu học trò là em Phạm Minh Thái, bây giờ rất thân thiết với tôi. Nhưng mà giữa em Thái và gia đình đang có một khoảng cách mà chưa thể kết nối, chưa hàn gắn được. Muốn nhờ chương trình tạo điều kiện giúp đỡ hàn gắn kết nối cái tình cảm giữa em Thái và gia đình của mình. Lúc mà em biết là em vào IVF á, thì lúc ấy là em giận gia đình. Nên là em hận gia đình thời điểm đó. Là bắt đầu từ thời điểm đó là hận gia đình, là giận mẹ rồi hả? Vâng. Cuộc sống của tôi đã từng chỉ là game, game và game. Đuổi học với người khác là một chuyện kinh khủng, nhưng với tôi nó lại rất bình thường. Rồi gia đình quyết định đưa tôi đến trường IVS. Ấm ức, tôi quyết định ổ mưu trong 3 tháng để trốn khỏi trường. Những buổi tối lang thang vô định, giữa lúc tôi tự hỏi tương lai mình sẽ như thế nào, thì những người thầy xuất hiện. Thầy đưa tôi trở về trường, trao cho tôi một nguồn động lực mới. Chính cái nguồn động lực này đã giúp tôi tìm được năng lượng tích cực để viết nên câu chuyện của đời mình. À Thái, hôm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay em 20 tuổi. Rồi em vô trường này là từ khi nào? Em vô trường này là bắt đầu từ đầu năm 2017. Còn ở trong trường không hay là... Dạ, em vẫn ở trong trường. Em tập luyện cùng đội. Làm sao để phải vô trường vậy? Thì lúc em còn học cấp 2 là em ở ngoài quê. Quê Thái đâu? Dạ, quê em ở Hải Phòng ạ. Thì em cũng nghe theo bạn bè xong rồi đi chơi, bỏ học, nghiện game. Ngày em chơi ngoài quán net á, là mười mấy tiếng một ngày. Một ngày chơi mười mấy tiếng? Dạ vâng, là sáng ra là 7 giờ đi học mà không đi học, là tốn học để đi chơi net từ 7 giờ sáng cho tới 2 giờ đêm em mới về nhà. Ngồi suốt vậy luôn á hả? Một ngày em chỉ dành ra 4 tiếng để em ngủ thôi. Và lúc đó thì cái khoảng thời gian đấy thì người em nó 30kg. Anh nghe là anh nể em rồi đó. Ba mẹ mới muốn tách em ra khỏi bạn bè nên là cho chuyển em vào trong Nam sống. Và trong Nam thì gia đình có xin được học tại một trường tư ở quận 9. Vẫn còn quậy ạ. Bạn tính vẫn vậy đúng dạ không? Dạ vâng. Thế là nhà mới biết được đến ngôi trường IVS này và đưa em vào trường IVS. Nhưng mà lúc mới đầu đưa vào trường IVS thì em cũng cảm thấy khó chịu á. Đúng tại rồi. Vì ở đây không được xài tiền, không được xài điện thoại, không được xài vi tính gì. Cái bản năng mình bình thường nó đã là như vậy rồi. Dạ mà vâng. Bây giờ vô đây bị kìm hãm lại tất cả mọi thứ nên bực bội khó chịu. Nên là em không có chịu được, nên là em vừa vào được 3 tháng là em đã trốn trường. Em trốn trường cùng 7 bạn nữa. Cái gì tự trốn trường luôn á hả? Dạ vâng. Cái mặt hiền từ như vậy, lịch sự nhỏ nhẹ vậy mà em cũng có một quá khứ lẫy lừng quá ha, quậy dữ. Cái vụ trốn trường đó là có thành công không? Em với hai bạn nữa trốn được ra ngoài, đi lang thang suốt hơn một tuần. Rồi ai là người đưa tụi em về đây lại? Hay là... Gia đình có nói là sẽ rút hồ sơ và sẽ chuyển. Sao liên lạc được em để mà... Dạ, qua Facebook. Sao cái vụ đó là bắt đầu ý thức lại được luôn chưa? Dạ, sau cái vụ đó thì chưa, em vẫn còn... gọi là không thích ở ngôi trường này. Nhưng mà sau khoảng thời gian thì thầy có đưa em vô đội võ và bắt đầu em luyện tập từ đó đến bây giờ. Thầy cho nó có phải là thầy thân không? Dạ vâng. Thật sự hôm nay á, anh Tuyên có mặt ở đây là thông qua từ thầy thân. Mong muốn của thầy á, là muốn thông qua chương trình này để mà hàn gắn cái mối quan hệ của em là gia đình với ba mẹ lại. Quan trọng đến bây giờ nè, thời điểm bây giờ là em đang là sinh viên rồi đúng không? Dạ vâng. Sinh viên năm mấy? Em là sinh viên năm 2 ạ. Rồi còn quậy như ngày xưa nữa không? Dạ em không có quậy như trước nữa. Em không có biết chơi net là gì nữa. Cái tác động từ đâu để mà em có những suy nghĩ như vậy? Tác động lớn nhất là nhờ thầy. Là thầy thân? Dạ vâng. Dạ, em chào. Dạ, em thầy. Thôi cho em được xin phép em gọi là thầy thân luôn ha. Dạ dạ dạ, rồi cảm ơn đây. Thầy có thể tâm sự sơ về em giùm cậu bé này không? À. Nói về cái mặt thay đổi thì Thái thay đổi rất nhiều, rất tích cực. Nhưng mà mẹ Thái lại nhiều khi là không hiểu con. Rồi con thì cũng không muốn chia sẻ đấy. Thanh niên thì thường thường là không muốn mè nheo với bố với mẹ.
nên là đâm ra không nói chuyện được với nhau. Mình nhờ chương trình kết nối Thái và gia đình Thái để cho gia đình và Thái gắn kết với nhau. Thực sự em cảm nhận Thái là một người rất tình cảm chứ không phải là không. Nhưng mà chưa biết cái cách thổ lộ của mình như thế nào thôi. Thì qua chương trình ngày hôm nay em mong muốn là cái tình cảm của Thái với mẹ và gia đình sẽ hàn gắn hơn. Từ trước đến giờ có một món quà gì tặng cho mẹ chưa? Mẹ em chưa. Chưa luôn hả? Thanh niên nên là nhiều khi nó ngại ngùng mà gặp mẹ, nó giống như kiểu là mình muốn thoát khỏi cái sự bao bọc, cái sự ấy của mẹ, sự quản lý của mẹ, nên là nó hoàn toàn muốn làm ngược lại lời cha mẹ. Thật ra là ba mẹ thèm được chăm sóc con cái á. Đúng rồi. Mặc dù là em thừa sức để em làm những điều đó, nhưng đôi lúc em cũng phải thể hiện tí xíu như vậy cho mẹ có cảm giác à, mẹ được chăm sóc em, mẹ được lo lắng cho em. Em có bị một món quà gì để dành cho mẹ đúng không? Em sẽ về nhà dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị cho mẹ một bữa cơm. Wow, anh cảm giác là mẹ sẽ hạnh phúc lắm. Em, lúc mà mẹ đưa em từ ở ngoài Hải Phòng vào trong Nam này nè, cái cảm giác của em lúc đó em nghĩ về mẹ làm sao? Lúc mà em biết là em vào IVF á, thì lúc ấy là em giận gia đình. Giận gia đình? Em tức, em đang ở bên ngoài á, vẫn còn được vui chơi, vẫn còn được chơi net. Ừ. Mà tại sao lại đưa em vào đấy, trong đấy nó tách biệt hoàn toàn. Nên là em hận gia đình thời điểm đó. Là bắt đầu từ thời điểm đó là hận gia đình, là giận mẹ rồi hả? Vâng. Rồi mẹ có tìm cách để mà nói chuyện với em không? Mẹ cũng muốn gặp em để nói chuyện, mẹ có gửi em một bức thư. Cũng nói cho bà trường này để học hành và ráng tập luyện ở trong này cho tốt. Nên là nếu mà thay đổi được thì được thăm mẹ. Rồi công việc hiện tại của bây giờ của mẹ như thế nào? Em có nắm rõ được cái công việc của mẹ không vậy Thái? Mẹ em thì cũng đi phụ quán cho người ta một ngày mấy tiếng vậy thôi. Mẹ đi phụ quán cho người ta hả? Chuyện học hành của em trong trường đại học bây giờ á, tiền học phí này nọ là mẹ đóng cho em, mẹ lo cho cái khoản đó. Trời, cái công việc mà đi phụ quán rồi mẹ đủ tiền để mà lo điều đó không? Mẹ bà phải bán cái căn nhà ở ngoài quê để lo cho em. Để mà lấy tiền lo cho em á hả? Để cho em học hết đại học. Anh chỉ khuyên một câu nè, anh không biết là tương lai như thế nào. Anh em mình cũng không ai nắm được điều đó. Nhưng mà sống sao cho cái cảm giác mà có trách nhiệm với bản thân mình trước. Yeah. Mình phải có trách nhiệm với bản thân mình thì mình mới lo được cho mình, lo được cho gia đình và người thân của mình. Yeah. Mà hai anh em mình giỏi vậy luôn. Làm cái bèo giống như ông Tiên làm đồ ăn cho cô Tắm, cô Tắm. Mọi thứ đó chuẩn bị xong hết rồi. Yeah. Rồi bây giờ chỉ có trong mình chờ mẹ về thôi. Yeah. Thì bên chương trình của tụi anh là thật sự là cũng đã liên lạc với mẹ rồi. Yeah. Thì mẹ cũng đang trên đường về đây. Tất cả đều là bất ngờ hết. Yeah. Anh hứa luôn là mẹ hoàn toàn chưa biết một cái gì. Nhưng mà anh có liên lạc chương trình rồi, là bây giờ đang trong lúc chờ mẹ về. Mẹ cũng phải giao công việc bên kia mẹ mới về được. Yeah. Thì anh có một cái này bất ngờ nữa cho em xem. Anh dám chắc là em chưa bao giờ thấy thế này. Tên 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 ai đây? Dạ mẹ em. Mẹ đúng không? Dạ. Anh ở chương trình có chuẩn bị một cái clip nho nhỏ về mẹ. Thank you.
em giận cô hay sao đấy. Ở trường em cũng chẳng gọi điện về cho mẹ gì cả. Đấy mà trong khi đó cái tâm tư của người mẹ thì các con biết đấy. Chỉ hy vọng con gọi điện tâm sự với mẹ. Nhiều lúc cô nói còn cô chảy nước mắt, cô khóc ấy, cô ngồi một mình. Bây giờ cô làm, cô ăn mình đâu, cô muốn cô cho con, tất cả cô vì con mà cô đã phải xa chồng. Là con thì không có thương cô đâu, cô không biết Thái có thương cô không, nhưng mà Thái không thể hiện tình cảm với con, cô rất buồn. Cô đi làm thì cứ sáng 8 giờ cô đi làm, đi rửa chén đấy, đi vào các đi vào quán đấy để rửa cái chén để kiếm tiền. Cô chỉ nắm lúc cô ngồi cô nhớ em, cô rơi nước mắt. Ví dụ như bây giờ nếu cô muốn mua một cái gì ăn là phải có hai mẹ con đó. Bây giờ cô ăn một mình, bây giờ cô làm thì cô làm một mình được, nhưng cô ăn là cô phải muốn có cả chồng cả con. Cần cái gì cả, cô chỉ cần em Thái tiến bộ, sau này em Thái thành đạt. Thế thì mẹ mong con làm sao mà con hiểu được cái tấm lòng của người mẹ. Thật sự đây là cái clip lần đầu tiên anh mới coi. Nếu anh là một người bình thường, anh nhìn vô cái hình ảnh đó nó cũng chẳng chả là cái gì cả. Nhưng mà tại sao anh lại rớt nước mắt cùng với em? Tại vì anh đồng cảm, anh cảm nhận đến cái lời đó. Tại vì anh là một thằng cũng rất là thương mẹ, và mẹ em cũng rất là nhiều vất vả dưới quê. Anh cảm nhận được là mẹ có thể làm tất cả cho gia đình, cho con cái mình. Không nề hà, không có gì hết. Mẹ có thể hy sinh tất cả. Và anh khuyên sau này á, cái cảm xúc mình như thế nào đối với gia đình, đối với mẹ, cứ như thế nào, cứ sống thật như vậy, cứ thổ lộ hết cho mẹ biết. Em cần cái gì ở mẹ, một tí nữa có gặp mẹ á, em muốn thổ lộ với mẹ như thế nào em cứ bộc phát á, không có gì phải kìm. Đừng nghĩ đàn ông lúc nào cũng phải kìm lại cảm xúc của mình, cứ thả cho cái cảm xúc đó đi. Muốn ôm mẹ, muốn hôn mẹ, không muốn làm cái gì đó cứ làm hết. Em trước khi mẹ về á, anh muốn là em có một chút tâm tư tình cảm gì em gửi gắm cho mẹ, em cứ viết vào đây nha. Để anh đây. Hồi hộp quá. Cảm giác bây giờ rất đã. Thôi bây giờ Tuyên sẽ nhờ anh em ekip đóng cửa, hai anh em mình trốn ở trong này. Dạ. Và nhà hơi nhỏ, trốn vô toilet đi. Dạ. Không nghĩ suy ngợi gì hết nha. Đóng cửa đi. Công của con trong đó nha. Dạ, anh cũng giúp con nấu bữa cơm này à. Từ bé đến giờ em chưa được nấu cho mẹ ăn bữa cơm nào. Dạ. Chưa làm cho mẹ ăn bữa cơm nào cả. Thế mà bây giờ về để thấy sự bất ngờ như thế này, tiền của mẹ cũng không bằng được, quá hạnh phúc luôn đấy. Con cảm nhận con thấy được cái cảm giác là con hạnh phúc lắm.
con hạnh phúc thay cho cô, thay cho em ở đây. Em cực kỳ có hiếu, em thương cô lắm luôn. Rồi. Nhưng mà tại vì là em chưa biết cái cách bộc lộ như thế nào. Và mỗi lần mà đối diện với cô á, em bị ngại, em bị mắc cỡ. Em cứ gồng mình ra, à con là một thằng đàn ông trưởng thành, con tự lo cho con được. Đó thì bây giờ con, sau khi anh em ngồi nói chuyện làm việc với nhau thì em sẵn sàng em xào vào lòng cô và như một đứa trẻ. Trời. Giống như con về quê và mẹ con ôm con cũng không còn y chang như vậy. Sướng con ha. Để mà cô có được cái hạnh phúc này và Thái bày tỏ được cảm xúc mình vậy thì không thiếu một người cực kỳ đặc biệt. Cô chắc cô biết ai rồi chứ gì? Là thầy thân. Thế sao con không mời thầy đến đây? Có chứ, làm sao thiếu thầy được. À thế hả? Em mời thầy. Trời ơi, mừng quá. Từ hồi cháu học ở chỗ thầy mấy năm nay mà hôm nay mới đến nhà. Dạ, hôm nay mới có dịp ghé thăm gia đình mình. Thầy ngồi đây, thầy giáo ngồi ghế này. Thầy ngồi đây, em ngồi đây. Dạ, thầy. Em cao, em ngồi cỡ nào cũng được hết á. Hai bữa cơm cho mẹ với thầy đi em. Nay có thấy bất ngờ không? Quá bất ngờ luôn. Chị thì mọi lần chị về thì chị cứ ăn cơm một mình, buồn lắm, nhớ con, nhiều lúc ngồi rơi nước mắt. Thế nhưng mà hôm nay về mở cửa ra, giật mình làm sao lại có mâm cơm thế này. Giống như ông Bụt xuất hiện nha. Thế là Thái tình cảm của Thái đối với mẹ. Chạy ra ôm mẹ khóc thầy ạ. Cảm động quá. Chị ơi, còn thêm một điều bất ngờ nữa mà Thái không dám thổ lộ. Gửi cho chị một món quà riêng của Thái dành tặng mẹ. Thế Thái đọc cho mẹ chứ, nhỏ này mẹ có nhìn thấy đâu. Đây con đọc cho em đọc, không nổi đâu. Chữ nhỏ mẹ không nhìn thấy. Hôm nay nhờ mấy anh chị trong chương trình và thầy thân cho con có cơ hội để cảm ơn và xin lỗi mẹ. Từ trước tới nay con không có để ý gì tới mẹ. Con chưa bao giờ mua được một món quà nào cho mẹ. Chưa hỏi han mẹ khi mẹ đi làm về. Con biết như thế là bất hiếu, là không chấp nhận được. Nhưng nhờ chương trình và thầy thân ngày hôm nay con muốn nói một lời xin lỗi mẹ. Con yêu mẹ. Con yêu mẹ. Mẹ thơm con cái. Nên là hy vọng là hai mẹ con mình cho nhau cơ hội để mở lòng ra, để chia sẻ tâm sự. Thái hứa với anh, hứa với chương trình, hứa với mẹ là từ bây giờ cứ là chính mình, sống thật với bản thân mình, cảm xúc như thế nào cứ thổ lộ tâm sự với mẹ nha. Dạ. Rồi, yêu thương mẹ, yêu thương gia đình nhiều hơn. Dạ. Cháu nhé. Rồi bây giờ coi như là nhiệm vụ của con tới đây là xong rồi.